đổi thùng, sửa đổi thùng. Đây, và xem cái trang đỏ này. Cái này vừa nãy bảo 18 triệu anh nhỉ? Trang đỏ 18 triệu, đất lùn này. Đất lùn này. Tám triệu hàng miền Nam. Đây cái nữa, đi sang nhà này thôi, không có ông anh ông chờ. Khu vực đằng này xem nào, lạc nhau đi chơi. Đấy, khu vực chậu trước. Con xanh này thì bao tiền anh ơi? Xanh 8 à? 8 đồng. Quê bác nhỉ? Bao tiền? 8 đồng. Được. Anh ơi bán cho em ít dây không? Bán này 8 đồng. Quê. Hơi tông hơi cao mà mình không thích. Một cây khá là hay, tông hơi cao. Cao. Để khá là ổn. Khá là ổn. Chậu cũng không phải là chậu rẻ tiền đâu. Đấy. Ấy. Đây là sam trái hay là sam quả hay sam hoa này? Sam này thì khó biết phết đấy, nhưng mà nó cứ loằng ngoằng mà tay nó hơi rườm rà này là thường là sam trái. Tay nó hơi rườm rà. Đấy. Nó ra nó hơi cục tí. Chậm. Chậm ra. Vừa đấy bảo bao nhiêu? Hả? Cái này thì là nhiều á. Ba bốn đồng thì mấy. Vừa nãy bảo là mấy đồng nhỉ? Mười mấy nhỉ? Hay là 12 à? 12 triệu. Căng quá. Cái này là cây sam núi, kia là sam hương. Rồi, núi nó cũng nhiều sang loại núi đấy. Núi nhà có cây rồi. Nhưng mà sam núi cái hàng này lá bé, có cây thì anh lá to. Cây lá gì này? Cây lá bé đúng. Cây này cây lá bé. Thế nào chả thích mà hợp lý thì giao lưu được, thì giao lưu không thì uống nước với nhau. Thế nào cũng phải ra đôi lần nữa, không về là không chịu được. Một đôi trang này là bao nhiêu đấy? Trang này là 50 triệu một cây anh ạ. 50 triệu một cây. Đôi là 100. 100. Đẹp đều nhau nhỉ. Cốt điền. Sam trái này mà dăm nó dày xong rút dăm mới sướng. Cơ bản nó quý là cây, một cây sam trái là thường là người ta khai thác. Nhưng cây này nó được cả bộ chân đế, nó không bị lộ cổ phần khai thác.
này chơi răm sướng nhỉ, chơi răm sướng. Đây đây có trái thì đúng rồi. Đây này chắc cũng chết tiền. Đấy. Anh em ở trong trong toàn bộ đây giả đang chết. Thôi 8 triệu để cho ra đi. Đấy, quả nó phải như này, nhìn thấy luôn. Nhiều cây mệt lắm. Đây, quả cái tuần nữa. Nhìn cái dăm nó dày. Cũng là thời gian. Thời gian bao lâu rồi. Nhìn thấy nó sự già nua nó. Hạc đổ. Đấy, này thì lại phải có cả cái đốt. Không phải cho lên cái thống. Hoặc là mình cho lên cái cao này. Vâng. Kiểu cái đôn nó như như này. Cái đất. Quế. Quế. Đấy, quả này. Chả biết cái quả này có ăn được không bác nhỉ. Cây bên này thì là bao nhiêu ạ? Cây bên cạnh là 7 triệu. Đấy, gặp được cái này ra một vật thì vui. Đây. Còn sam hương này bằng con sam trái kia 12 triệu. Ôi tàu. Đây à, con này hai hai mấy đây? 25 triệu. 25 à? Tuyệt quế. Giá 2,5 triệu bán đúng không? Cái chậu đó bằng đấy tiền này. Được đấy. Cái đây dặn rồng rồng dặn quậy xong nhanh nhỉ. Rồi cái vụ này thì nhiều cũng nhiều ổi đấy. Khu vực hàng cây to vú sữa. Mệt người mà không được cái gì.
có một cái cây chắc, nhưng mà cái hay là các bác nhìn thấy hoa chắc bao giờ chưa? Hoa chắc bao giờ chưa? Đấy, chắc dây gió hay là gì nhưng mà không thấy mùi thơm gì cả. Hoa khá đẹp, hoa khá đẹp. Đấy, cây chắc có hoa nữa. Bác ơi, cây chắc này khoảng bao tiền bác? Cái này bao tiền? 25 triệu. Cái này nó có hoa nhỉ? Hôm nay mới nhìn thấy hoa ở nó. Đây, hoa này. Dọc hai bên đường rất nhiều cây. Ngày quay mấy ngày không hết, nếu mà quay chi tiết. Tài 25 triệu. Đấy. Cây vũ sữa kia thì bao tiền ạ? Dạ. À, có ghi đây. Ôi, mới cắt nhỉ, sẹo còn to quá nhỉ. Không có. Được. Tí nữa cháu quay lại được, là cũng đang quay phim. Cứ hỏi vâng, tí cho quay lại nữa mà. Quay phim cái đã. Phải biết giá đó. Cây cái điệp hay là cái phượng gì đấy. Không phải phượng. Làm nhưng xoay mãi không đủ tiền này, không phải nữa. Đang có giá bao nhiêu? Cho đến bây giờ cây này nó ở ngoài 8 Bắc triệu. Này đạt 5 6 năm nay rồi. 8 triệu. Nó thuần chủng Bắc Kinh. Thuần chủng rồi. Thích thật là ai thích. Chơi đi chứ. Tiền là phải in giản 5 rưỡi và quá kinh. Cây nó bé vậy nhưng mà nó mấy hôm nữa. Dạ, giả thế 3 4 7 8 thì 5 nguyên ở ngoài Bắc em là biết là 20 năm. 18 hơn. Đây không làm cái to này gì. To là nhiều khi lại rẻ.